20 tuổi còn một dự định cứ thế này, không chắc bao lâu tuổi mẹ thì sẽ già, lúc đó sẽ là một nhát dao sâu đâm thẳng vào ngực trái, để con biết được cả cuộc đời này dù đúng hay sai cũng chỉ đi làm thể xác nhau đâu. Mẹ kể tuổi thơ không được học hành, mẹ phải nhường bản thơ, có thể mẹ thấy con không bao giờ nói ra nhưng ngày đêm nhớ con trai của mẹ và ngộn. Dù nơi đất khách với người luôn sống tới lời mẹ dạy, mình không hổ thẹn cho người khác chê cười, và con sẽ cố mang thật nhiều thành tích để mẹ thấy chó phiền lòng. Nhà mình thì không khá giả nên con sẽ làm phụ mẹ một mớ tiền nong, nào là tiền ăn, tiền học, tiền nhà, đôi khi là cả cái tiền quần áo. Tuy là không được bao nhiêu nhưng đủ để con động viên phần nào, bất kể là cuộc vui nào cũng không cho phép giới hạn bản thân vượt quá. Con càng thấy mạnh mẽ hơn khi phải đối mặt nhiều lần trượt ngã. Con càng thấy mạnh mẽ hơn khi phải đối mặt nhiều lần trượt ngã. Mỗi tối về bên cạnh mẹ và cùng bao món ngon, dù cho vấp ngã vẫn có hình bóng mẹ ở phía sau đưa con đi. Cố dâu từng đêm mỏi mệt cuộc đời như sóng xô, con vẫn vững bước thành công và mẹ sẽ ở mãi bên con. Không biết không phải vết thương mà cũng có thể chữa lành chỉ bằng băng dán. Tuổi xuân mẹ đã đánh đổi vì con là những vết nhăn in hàng năm tháng. Để dạy cho con biết không, mẹ dạy cho con biết cười. Con trai mẹ sẽ chứng minh họ thấy rằng mình không phải là thằng ăn bám. Có thể những việc con đang làm là thứ tụi bạn cười chê. Con thà là thần tượng trong tim mẹ hơn là đứng trên sân khấu với vài người mê. Con còn cả căn biệt thự mình mẹ giấu trong bể ngoài mảnh mai. Có kẻ đi người ở lại khắc sâu tâm trí con hoài chẳng phai. Sau một ngày dài chẳng ai ngoài con ra tìm được lối thoát cho mình. Luôn tự cô lập nên họ đã nghi, luôn tỏ vẻ mặt khó tính. Họ không hiểu khi con im lặng, sao hiểu được những lời nói ra. Nhưng tình thế thái vốn là lẽ đời, cứ xem như của người mới ta. Mỗi lần mẹ nhắc tới ba là động lực duy nhất con tự nhủ mình. Thế giới này không có tình yêu, thật ra là một từ phủ định. Đừng sống như ngày vô nghĩa, đây chỉ là từng bước sinh tồn. Con phải sống cho thật đáng sống trước khi mình bị tước linh hồn. Mỗi tối về bên cạnh mẹ và cùng bao món ngon, dù cho vấp ngã vẫn có hình bóng mẹ ở phía sau bước con đi. Cố dấu từng đêm mỏi mệt cuộc đời như sóng xô, con vẫn vững bước thành công và mẹ sẽ ở mãi.